Hôm nay mình sẽ làm món ốc nướng tiêu xanh. Đây, ốc ở đây thì mình luộc trước cái bạn luộc sơ thôi. Chút mình nướng cho nó mau và với lại ăn cho nó an toàn xíu nha. Đây, hiện tại ốc của mình đã luộc sả trước rồi nè. Này mình mua hôm qua. Để mình gấp cho các bạn coi con ốc. Con ú nhìn nó ú không nha. Nha. Thấy đó, về được rồi. Cái chút mình chế nước sốt tiêu bên này mình để bếp than mình nướng cái nữa. Rồi. Các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay mấy anh em mình sẽ làm món ốc nướng tiêu. Nhưng mà bây giờ mình ăn không thì nó không có vui. Bây giờ mấy anh em mình sẽ nướng xong, tập trung nhau bốn anh em nướng hết. Rồi tí mình lên đó mình chơi trò chơi. Mình bốc thăm. Chỉ hai người được ăn thôi, hai người kia ngồi lễ cho hai người khác, hai người còn lại ăn. Rồi. Nha. Rồi là phục phù bữa giờ thua không các bạn ơi, bữa nay không phục phù cũng được. Em hay thua lắm á. Nữa em hay thua hay nữa. Rồi bây giờ anh để lên mà rồi bắt đầu cái mấy em múc ấy để vô nha, múc nước sốt nha. Khoan để giới thiệu tô nước sốt cho các chưa bạn. Chưa gì mà thấy tô nước sốt đặc sắc rồi đó. Nè, em gấp cái đó lên đi. Đây tô nước sốt nè. Nước sốt này là gồm có tiêu xanh này nha, tỏi, ớt, tương ớt. Nãy mình chọn mà mình quên nó rồi, gọi nước mắm nam ngư với đường nha, thơm nha các bạn, đặc biệt là phải để tương ớt nhiều cho nó cay cay nha, còn với tiêu xanh nữa đó. Bây giờ mình nướng cho nó sôi lên cho mình nướng cái này là dễ với cũng dễ vô cho em sáu cải miếng rồi đó đúng chứ giờ vừa vừa thôi tại chút nó còn sôi, con ốc nó sôi lên đó, nó sôi lên nó chảy cái nó ra. Anh bỏ tiêu nhiều nhiều đi chút xíu nữa nào ăn chúng lỡ cay kệ nó. Chút là mà một có quy định là không ăn xong mà không được nhả tiêu qua nha. Hả? Được không? Còn nếu mà không được thì có thể từ bỏ cuộc chơi. Có thể em nuốt tiêu. À vậy thì em được. Em có thể nuốt trọng hết. Em có thể nuốt trọng, em có thể nhai gốc ốc lườn tiêu ra. Bữa giờ mình chơi toàn là thua không à mấy bạn ơi, bữa nay mới lấy lại. Nay là chỉ có hai người được ăn thôi nha các bạn. Bữa trước thì hai ba lần trước, bữa ngày trước thì là một người được một người không được ăn, nhưng bữa nay hai người luôn, chỉ có hai người ăn, hai người ngồi nhìn, người phục vụ cho hai người kia vậy mới hấp dẫn đúng. Ngồi nhìn nha, chiếc này không cho thưởng thức nha, mấy lần trước có ăn quậy. Anh là người ăn quậy nhiều nhất. Anh đừng có nói gì hết, còn thương hại anh thôi đúng không, ai thương anh thiệt đâu. Ôi, anh để mấy anh em mình nướng ốc xong hết đó các bạn ơi, cái mình chọn cái bắt đầu mình chơi trò chơi nha. Hiện tại mình đã nướng ốc xong rồi nha. Đây trước tiên giới thiệu ốc đi, đã nướng thành phẩm cho các bạn coi nè. Đó, thêm chẳng chưa. Rồi mình ăn kèm với rau xài, rồi chấm với lại muối ớt đập cuối cùng nha. Rồi vô găm ăn với ốc đi, vô leo đĩa đĩa rồi lại. Rồi ở đây có hai nước mà có bốn người, tại sao? Tại vì là hai người được ăn được uống thôi, còn hai người kia là ngồi phục vụ hai người này, hai người ngồi giữa là ghế cao là được ăn, hai người ghế bên là phục vụ ha. Ở đây mình có bốn lá thăm này nha các bạn, đây đây là ngồi phục vụ không được ăn nha, giờ có hai lá thăm như vậy nha. Rồi tiếp theo là lá thăm được ăn, hai lá thăm được ăn nha. Đó, bốn lá thăm. Bữa nay là không cho ăn luôn nha, nhờ phục vụ. Năng lý cũng cho luôn. Ở đây mình có bốn lá nha. Bỏ vô cái thùng này đi. Đây thùng này không có gì này nha, bỏ vô bốn lá nha. Mấy đứa bắt đầu yếm bộ niệm Phật gì đi. Ba đồ quỷ này. Không ăn thì thôi. Rồi bây giờ ai bốc thăm trước? Thôi, đừng có nhìn tao. Rồi bây giờ từ trái vào phải đi, em trước đi. Rồi, bốc. Rồi. Bây giờ em chốt hay còn hai lá này, em hay anh. Thôi quánh anh, quánh từ từ đi nha. Rồi, 1 2 3. 3. Rồi, em thắng em có quyền. Em thắng em quyền, em không bốc trước, bốc không bốc được chưa anh bốc. Em bốc trước không? Có làm dấu. Làm dấu gì đâu. Anh này anh lấy giấy anh ghi mà hết nha các bạn. Rồi. Bây giờ anh sẽ mở trước nha. Yeah.
mình được ăn nha, được ăn nha. Rồi. Yeah. Mình ngồi đúng cái ghế luôn các bạn ơi, ghế cao là ngồi là được ăn. Bây giờ tới ai? Tới ai mở? Em mở đi. Tới em đây. Tranh thủ lên. Thấy đổi chỗ xuống dưới đây. Để con. Rồi. Để Mai coi đi. Không dặn được sắp. Không dở cho khán giả coi. Di là ngồi phục vụ không được ăn nha. Đây là của Tường Di. Đâu rồi, đây, tờ anh là lụm tờ anh ăn coi. Vậy là tờ em mở ra. À, tự nhiên mình hên hết bạn ơi. Vậy em qua đây. Em qua đây. À, sao mà nhường. Mình đã thay đổi vị trí xong nha các bạn. Hai người, mình với Ivy là ăn. Hai người ngồi dưới là thêm phục vụ. Rồi giờ phục vụ người ta ăn đi trời. Chế nước kìa đi. Trời trời, lần đầu không có kinh nghiệm. Một người chế nước, người đưa ốc ta đi. Ừ, rồi, cảm ơn. Bên kia đó cho phục vụ bên kia. Để mình nhận nước trước nha các bạn. Nói tiền ngàn, thơm. Một miếng thôi. Không có cho, không có cho hay chưa. Đang nghĩ cỡ nào cũng không cho chứ. Trời ơi, cũng đã. Làm gì vậy? À, coi con ốc hả? Không lấy ốc cho tôi các bạn. Trời ơi, nó trắng, nó mềm các bạn coi. Ốc nướng tiêu nha. Cơm lắm các bạn ơi. Mời các bạn nha. Lụi vô miếng muối hết à. Ăn vô gầm nữa. Đúng hạt tiêu cay cay là thêm tương ớt nữa. Thấm miếng nước không? Rồi đã giòn. Ngon ngọt kìa. Anh nha chậm chậm thôi. Hai người kế bên tội nghiệp lắm á. Đúng rồi, em rồi, mời chị Mai ăn nha, chứ mời mấy bạn ăn nha. Tao có ăn được đâu mà mời. Dạ mời cho có. Bây giờ lớp còn nghe mấy bạn ơi. Tiêu nó cay cay quá. Tiêu thanh, tiêu thanh sọ. Mình đã phục vụ được nha các bạn, mình được ăn à. Mấy cho em cái thao. Thấy thao đựng giỏ mấy đứa. Đừng, lấy thao đựng giỏ. Kiểu vậy. Giỏ. Trời ơi, em buồn quá à. Em hết biết làm gì nữa. Cái gì? Để uống miếng à. Thôi, ai nọc thế. Trời ơi các bạn ơi, ăn ta trúng mấy cái hạt tiêu không cài đã gì đâu nồng. Các bạn thấy nha. Ăn miếng cầu găm à. Thơm á. Hấp với nước. Cho chị hả? Cà càng hấp thêm nước, nước tương ớt hả? Quay lên đây. Mình đưa con to to này ăn vô không? Đầu tiên có cái nước mà. Nay mình luộc cá sơ mình bỏ nước thôi. Mà giờ chế ba cái bây giờ cài quá nó không thành lợi không? À, chế qua nước sốt chưa? Để ra nước lại nè. Hấp cái nước rồi kèm nước hạt tiêu. Cảm giác hấp nước cái cắn hạt tiêu cũng nó cay. Đừng có nói nữa, trời ơi. Trời ơi, con bạn con ốc ú trắng à. Cho miếng muối à. Em ăn được ăn hoài vậy. Ngon nha bạn. Giá bộ chưa chịu miếng. Ngon nha. Tôi bó không chơi với gì nữa. Cay quá sao làm sao. Ăn nước vậy tôi được không? Uống nước không? Này mình ăn ốc buổi chiều mà nên uống mấy chiều cho nó mau tiêu nha. Mấy bạn ơi, tự nhiên mình ăn trúng không? Tiêu mà mình cay quá, không biết có ai mở cho mình uống không á. À, tự ai chứ không mở. Ăn kèm miếng xài vô các bạn ơi. À, thằng Miên ở phía sau nhà nhà bệnh nha. Trời ơi, ăn cái giòn ba da là xanh mà vỏ giòn ha. Cay quá nó bị lẹo. Da là xanh mà ruột là vàng.
chắc mấy người mình nướng mà còn không được ăn chất không à. Làm con nữa các bạn ơi, ăn hết cây làm con nữa. Trời ơi, ba con này nó úi mập mà, nó dư rồi nè. Trời ơi, cái mày này con này úi nè, tự nhiên dính hụt tiêu. Thôi gắng đợi clip sau nha, phục thù nha. Clip này ngồi nhìn đi. Mời các bạn nha. Thầy có đã gì không? Nếm thử miếng nước rồi. Ngon nha, được nha. Chị mang dạ, xài không? Rồi các bạn nói cho nó chứ mà ăn ngoài ngồi không cho mấy hai đứa em mình ăn cũng tội mà kệ đi mà. Có người ăn thì là tốt, mình có hai người còn tiền mà sợ gì ăn đi. Nói chứ cái này có thèm không? Cũng có hai. Chúc anh chúc là còn mấy cái mấy ốc này mà nó chưa ra cái đít á, chúc lấy cái vỏ này lại cái vô giặt nút gan hút nó lên. Ăn quậy lắm á, chứ thôi hồi nãy anh giục bỏ thôi mà thấy em cái gì chừa mà chứ. Anh cổ hai chuyện vi tội nghiệp cũng là chừa lại đó à. Cảm giác hôm nay được ăn, được có người phục vụ cảm thấy thế nào? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy thì cố gắng làm sao, nãy anh có suy nghĩ gì hay là dùng bùa phép gì không mà để mà hay là sự may mắn thôi? Đó là sự may mắn thôi. Nói chứ cố gắng clip sau để mà may mắn hơn để được ăn nha hai em. Yeah. Thôi clip này tới đây thôi. Hai tụi em mình clip này nó xui rồi, nó không được ăn. Clip này cũng đã dài rồi. Mình hẹn các bạn ở những clip sau nha. Các bạn yêu quý bốn anh em tụi mình hãy đăng ký và nhấn nút chuông để mà theo dõi những cái video mới nhất của những anh em mình ra nha. Rồi tạm biệt các bạn.